Hôm nay Trần Anh vừa về hàng loạt xe giá rẻ phục vụ cho anh em đây. Từ mẫu xe nhập cho đến tổng cộng dòng hơn 100 triệu xíu, 200 mấy có hết, số rộng phức tạp. Hôm nay Trần Anh ô tô báo giá tổng bại với những mẫu xe còn lại bên Trần Anh ô tô nha. Lời nói đầu tiên thì cho Trần Anh xin chúc sức khỏe và một lời chào thân ái nhất đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên mọi miền Tổ quốc nha. Trước tiên là mẫu Hyundai nhập khẩu 2011 Eon. Giá hợp lý cho anh em chỉ có 110 triệu 60E81927. Anh em nào mua cái mẫu xe này tầm hơn 100 về chạy gia đình thôi, giá thành nó hợp lý. Anh em có mua là có bớt nha. Bán cho anh em 110, anh em thiện chí mua bớt 5. Dòng xe nhập nha, Hyundai Eon 1.0, em này chạy lành tính nha cô chú anh chị. Đó, dòng Hyundai hàng nhập đó anh em. Chạy em này đâu đó 5 lít rồi anh em. Mẫu Hyundai 3 máy, xài toàn bộ hệ thống bếp full, sạch sẽ liền lẹt nha anh em. Xe mới lấy về thôi, 60E81927, biểu tượng của Eon nè. Đây cô chú anh chị, đó cụm đèn phía sau là đèn liếc dài nguyên bản của dòng Hyundai Eon nha. Xài bếp full, chủ nhà đã lên mâm đúc rồi. Đó, anh chị nhìn thấy giống mẫu i10 không? Y chang mẫu i10, sơn si có một hai chỗ nó trời. Được cho bà con. Ít tiền đó anh em, tầm có hơn 100 anh em lấy mẫu này về, anh em chạy mẫu này đi còn sướng hơn cả Hyundai hoặc Genche. Vì sao? Em này nó nhỏ gọn, nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Đi mẫu này thì anh em biết rồi. Đó, thương hiệu nổi tiếng của dòng Hyundai đó anh em. Nhập khẩu nha, 60E81957 nha. Bên đây Trần Anh còn mẫu Crew 2011 nè. Xe bao đẹp nha, nước sơn vàng két. Những cô chú anh chị nào hợp cái mạng vàng két, một cái màu gọi là không sáng quá, không tối quá, nhưng khi bà con chạy ánh nắng, màu rất là tươi cô chú anh chị nha. Đó, màu vàng két nha anh em. Nước sơn đẹp lắm. Option đồ chơi chủ nhà cũng đã lên full rồi. Giá em này cũng cực kỳ là hợp lý cho anh em. 215 anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho anh em từ 5 triệu đến 10 triệu. Được chưa cô chú anh chị? Đồ chơi lên full kính rồi. Lên cụm đèn Audi 36 mắt nè anh em, full LED hết toàn bộ nha. 49, 42, 9, 46 Lipo full hết toàn bộ tất cả các tính năng. Anh chị coi nước sơn đẹp không? Có chỗ nào chê không? Xe này thì mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng thì máy móc chủ nhà có bảo dưỡng là bình thường thôi. Dòng này chắc chắn phải bảo dưỡng rồi. Vì sao ạ? 21 mà đi cả 13, 14 năm rồi kêu rin đâu ra. Số rin thì ok nha. Máy người ta canh chỉnh, người ta bảo dưỡng, anh em về anh em khỏi chứ phải tốn tiền bảo dưỡng nữa thôi. Option đồ chơi lên full hết toàn bộ tất cả các tính năng này. Số tự động 2 cấp chế độ chạy, động cơ dung tích làm việc 1.8. và giờ, mẫu này đâu đó lanh quanh rơi cho anh em nằm tầm chạy tầm 9 lít quay đầu nha cô chú anh chị nha. Trang bị hệ thống ABS, có khai học tì tay. Bản số tự động thì với có khai học tì tay, cốc đựng nước nha cô chú anh chị. Hai bên gân guốc của cửa là nguyên si hết, hàng chuẩn lắm. 4 quả mâm mới tinh nè, 4 vỏ mới luôn. Mẫu này anh em lấy về chạy thôi, chất sơn rin còn. Sơn rin em này đâu nhiều, rất là nhiều. Còn tầm có 70% trên chất xe nha bà con. Đó, biểu tượng của Crew, bản LTZ. Dòng này nó có mấy bản lận. Bản số tự động nè, bản số sàn nè, bản số nút đề xa thóp nè, bản số cửa sổ trời nè, cửa sổ nóc nè. Full hết luôn anh em ạ. Đó, gia đình thì anh em lấy mẫu này về 215 triệu. Anh em mua cho anh sẽ bớt cho từ 5 đến 10 triệu. Được chưa cô chú anh chị? Một cái mức giá phải gọi là cực kỳ là dễ thương. Anh em nhìn kỹ từ cái nước sơn si nè, anh em thấy bóng không? Có chỗ nào mà sai lệch không? Trần Anh ta xe thì đảm bảo với bà con cô bác không có sai, nếu sai Trần Anh chịu. Được chưa anh em? Nói vậy là hiểu rồi. Đây anh chị, thêm một mẫu xe ít tiền nè. Dòng xe đến từ xứ Hàn nhập khẩu, Lai Sách Ti nha. Em này là phân khúc C, số tự động, máy nhưng ngược lại, động cơ máy nó sẽ nhỏ hơn, nó là 1.6, số tự động 86A22140, 86 Phan Thiết. Bà con ở Phan Thiết lấy mẫu này về, nước sơn rin cũng còn khá nhiều. Xe chủ nhà đi ok. Dòng xe nhập nha bà con, không cứng không lỗi, không ngập nước, cảm biến da, lipo full hết toàn bộ rồi. Mâm đúc nguyên bản của dòng Daegu nè. Được chưa anh em? Quá đẹp luôn. Màu đen. Nói chung là trên cuộc sống anh em hợp với nhiều cái màu sắc khác nhau. Trần Anh sẽ mang lại cho anh em có nhiều cái trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống. Biểu tượng của Lexity hàng nhập khẩu. Anh chị nhìn nó giống Crew có khác gì không ạ? Giống không ạ? Có khác gì đâu. Dòng này chủ nhà cũng đã lên đồ chơi nè, như cảm biến áp suất lốp nè, hắt kính nè, full hết rồi. Số tự động nha anh em, gương cụp mở ABS luôn. Nói chung Crew có tính năng nào thì em nói có tính năng như thế.
Nè, đi đôi hệ thống ghế. Ghế của em là ghế da nguyên si, số tự động, có sấy ghế luôn. Đó, mà Crew thì không có tính năng sấy ghế này. Vẫn có hai túi khí, nội thất là ghế da nguyên bản trong xe. Xe đẹp liền lẹt, không cứng lỗi. 185 triệu mẫu này. Anh em mua tiền mặt bớt cho anh em 10 triệu, còn 175, hợp lý chưa? 175 triệu mẫu này nha. Quá hợp lý. Cảm biến nè, báo hắt kính nè, báo hắt kính tốc độ nè, full hết rồi. Đó, xe đẹp giá tốt anh em nha. Em này là cũng là thuộc dòng loại của Crew phân khúc C, đăng kiểm tháng 3 2025, 4 vỏ mới luôn. Đó, lấy mẫu này về chạy thì phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Quá đẻ. Ford máy dầu 2013, 350 triệu, 350 triệu mẫu Ford này. Máy dầu Ford mới, máy điện, ga điện, máy y. Dòng này xài máy y, máy y là máy lớn nè, xài toàn bộ hệ thống từ hệ thống bơm dầu bằng điện nè, xài bằng kim phun điện tử nè, kim phun dầu á nha bà con. Turbo chạy em này thì bốc. Nói chung anh em cứ nghĩ nè, máy điện sẽ chạy bốc hơn máy cơ rất là nhiều, nói với vậy cho nó dễ hiểu. Và có turbo tăng áp nữa. Nhận cảm biến chân ga từ turbo. Cô chú anh chị nha, anh chị chỉ cần đẹp lên một cái là nó lên ga luôn, chứ không phải là mở tua, mở turbo. Khi bà con xài máy cơ, bà con chạy có tầm 1.500 đến 2.000 turbo nó mới mở. Còn đây anh em chỉ cần đẹp ga một cái là turbo đã mở rồi. Tại vì turbo nhận cảm biến từ chân ga mà anh em. Đó, 350, anh em mua cho anh sẽ bớt 10, còn 340 đẹp không anh em. Vô lăng rin nè, em này máy số rin chạy được mới 9 mấy ngàn à, sạch sẽ nha anh em. Anh em nào quan tâm mẫu máy dầu form mới thì alo. Tắp bi tắp lô toàn bộ là form mới hết, không còn form cũ nữa đâu. À, mâm nè, dàn mâm cũng toàn bộ form mới nè, anh chị thấy không? Đó, 23 là qua form mới hết rồi nha anh em. Đèn, cùng đèn phía trước là cắt góc xéo nè, mặt ca lăng tản nhiệt cũng form mới hết, toàn bộ. Từ cái hệ thống bánh treo phía sau nó cũng form mới luôn. Mâm lớn hơn và bánh treo sẽ lớn hơn, nội thất khác đi rất là nhiều. Đó, đẹp không? Màu trắng, 2013 mới có màu trắng này nha. Dạ, anh xin nhắc lại nha, 2013 mới có màu trắng này, mà màu trắng này sản xuất cực kỳ là hiếm nha bà con cô bác nha. Anh chị gặp màu xám nè, màu hồng phấn nhiều nè, màu trắng rất là ít nha, rất là ít có. Chất sơn rin còn nha anh em. Đời 23 thì chạy qua cả 11 năm rồi, sơn si dặm thuốc cũng có rồi, chứ không nói là rin hết đâu. Máy móc bao cam kết với anh chị là máy số rin, không cứng không lỗi, không ngập nước. Đăng kiểm tháng 2 2025, 350 bước 10, 340, hợp lý chưa? Quá hợp lý đến với tay người sử dụng luôn. Quan tâm mẫu này alo cho em nha. Đây, thêm tiếp tục một mẫu Crew full đồ chơi nè. Chủ nhà đã lên full toàn bộ hệ thống đèn trước, đèn sau là lên full LED Audi. Được chơi cô chú anh chị, 4 thắng đĩa luôn, trước đĩa, đĩa đôi tản nhiệt, sau đĩa đơn nha bà con nha. Nước sơn rin còn, dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt. Đây anh chị coi nè, dàn phim cách nhiệt của em nó là không một tí trời trụ trên kính luôn. Anh chị thấy đẹp không ạ? Đây là cục máy của em nó nè. Đó, đang cho cài số khung số máy. Và đèn trước cũng lên full LED Audi nè. Đó, còn gì nữa đâu. Lấy mẫu này về đi, gia đình che nắng che mưa tuyệt vời. Động cơ dung tích làm việc 1.8 chạy đâu đó 9 lít cho anh em nha. Anh em nhẹ chân ga, đi đúng vòng tua từ 2.000 đến 2.500 quay đầu, nó nằm tầm 9 lít. Anh em đạp hỗn từ 3.000 đến 3.000 gì đó, hơn 3.000, nó sẽ quất cho anh em tầm 10 lít. Quan trọng là số tự động, anh em phải nhận cảm biến được cơ. Nhận, anh em phải biết được cái độ trễ của cái ga. Đó là vậy nha bà con. Nội thất đẹp nè, sạch sẽ nè, mà động cơ dung tích thì cũng không gọi là quá mạnh, cũng không gọi là quá yếu, đủ để cho anh em đi vượt mặt tất cả các đối thủ là được rồi. Được chưa anh em? Hệ thống mở cốp điện phía trong có nguyên bản của em, nút đề xa top nè, nó nguyên si hết nha bà con. Bản là bản nút đề nha. Ghế là đi đôi đề thống ghế da, 250 triệu. Anh em mua tiền trí cho anh sẽ bớt cho từ 5 đến 10 triệu. Tiền nào của đó, chạy 92 ngàn. Máy số em này ba nguyên si hết, nội thất đẹp lắm nè, 4 vỏ mới tinh rồi. Được chưa bà con? Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Hàng đẹp sạch sẽ nhá, lấy về là chạy ngay thôi. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì đâu. Bên Trần Anh cũng dọn dẹp làm đẹp toàn bộ hết cho bà con có bác rồi. Đây anh em nào quan tâm mẫu này thì alo luôn đi, giá thành thì nó rẻ mà. Bên đây còn một mẫu xe hàng nhập Hyundai, Hyundai Accent. Trang bị cho em nó những cái tính năng option của động cơ máy đây, 1.4 nha anh em.
Dòng này chạy số tự động bản AT, hai cấp chế độ chạy, chế độ tự động. Và chế độ bên kia là chế độ bán tự động, tức là bán tự động có nghĩa là cơ, còn số tự động là bộ hộp số chuyển động ly tâm, nhận cảm biến từ hộp số rời bên ngoài. Được chưa cô chú anh chị? Động cơ dung tích làm việc 1.4. Em này đã tiết kiệm rồi, nay còn thêm nhiều tính năng như ABS hỗ trợ cho anh chị lái nè. Cái thứ hai là hỗ trợ thêm chức năng ABS nữa nè. Được chưa anh em? Hai tính năng chưa? Một tính năng thêm cộng thêm 10 điểm nữa nè. Chế độ Econ là chế độ tiết kiệm nhiên liệu. Khi anh chị đẹp dư vòng tua máy lập tức hồi xăng sẽ hồi lại về buồng đốt, đốt lần 2 để giảm nhiên liệu xuống cho anh em, tuyệt vời đến 98% luôn. Được chưa? Đó là mẫu xe Hyundai hàng nhập. Em này vẫn trang bị 4 tấn đĩa. Trước là đĩa đơn, trước là đĩa đôi, sau là đĩa đơn tản nhiệt. Đi đôi là cụm đèn nguyên bản của dòng Hyundai Accent nè. Bản này nó như bản Blue vậy. Hyundai Accent Blue anh chị đã nghe chưa ạ? Đó, nó y chang luôn. 21 xe bao chất, 250 triệu anh chị mua bớt cho anh chị từ 5 đến 10 triệu. Thoải mái chưa? Đang cho sấy đèn. Chủ nhà kết hợp đã lên đèn bi đầy đủ tính năng rồi, 49A62395. Xe này của phó chủ tịch xã Đơn Dương đang đi. Báo thẳng luôn nha. Chẳng anh mới đổ xe cho anh nó xong. Tính năng cụp mở nè, nhiều tính năng chạy trên chiếc xe luôn. Đây anh em, số tự động nha anh em. Ghế nội thất là full toàn bộ đồ chơi, màn hình có full hết rồi, vô lăng cỡ này, nhìn cái vô lăng đi. Anh em thấy cái vô lăng chưa? Đẹp không? Nó chạy được có mấy chín mấy ngàn. Nhập khẩu nguyên con. Đi dòng nhập nó sẽ sướng, gầm bệ, không có bục mọt đâu, yên tâm. Máy số bao rin. Xe này chẳng anh cam kết không cứng, không lỗi, máy số bao rin. Còn sơn si chạy thời gian 5 tháng, dặm tút là bình thường thôi nha. Anh chị mua xe cũ đừng quan niệm về sơn, quan trọng nó đẹp là được. Chứ đời 21 anh chị cái đời sơn rin đến 90-80% mà chắc không có. Nói thẳng đi. Được chưa anh em? Đây, anh em muốn đòi sơn rin nhiều cho anh vừa về một mẫu K3, một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc nha. Anh chị biết option trang bị tính năng trên chiếc xe là xe tiền tỷ không? Trước tiên là cụm đèn phía sau full LED. Được chưa anh em? Full LED 8 mắt nha bà con, full LED Audi luôn. Được chưa anh em? Đẹp quá trời luôn. Hệ thống cảm biến dê trước và sau nguyên bản của dòng Kia K3, dung tích làm việc 1.6, máy xăng chạy em này đâu đó rơi lanh quanh cho anh em là 7 lít. Và tích hợp cản đuôi cá thể thao, có một tí gọi là thể thao trên chiếc xe nè. Anh chị thấy không? Được cái nước sơn màu đỏ từ phần tay nắm nè, phần ốp bình xăng nè, phần cửa nè. Anh chị thấy người ta mạc cái gì ạ? Toàn bộ nguyên si là mạc chrome hết toàn bộ, đẹp bao anh em. Trang bị là cửa sổ trời, đi đôi là hệ thống mâm phay nguyên bản của dòng Kia K3 nha cô chú anh chị. Em này sở hữu toàn bộ hệ thống mâm la zăng R17 nguyên bản không độ chế nha bà con cô bác nha. Đẹp không anh em? Máy số nguyên si, nguyên rim, nội thất ở trong hết nước chấm, dàn lạnh phía sau luôn, đẻ chưa? Đó, K3 đó, gia đình đó. Nút bấm thông minh, vô lăng tích hợp ba chế độ lái thể thao, comfort, tự động, đầy đủ tính năng trên một cái chiếc xe K3 rồi. Nè, lẫy số tích hợp nè, hai cấp chế độ chạy nè, cảm biến dê nè, màn hình Android nè, cam hành trình, cam dê nè, cửa sổ nóc nè. Anh chị nhìn nè, đẻ không? 335 triệu mẫu này, anh em mua cho anh sẽ bớt 10. Được chưa anh em? 325 sở hữu ngay mẫu K3, xe huyền thoại bên Trường Anh rồi. Xe này là bao đẹp, bao rin, máy số rin hết, không cứng không lỗi. ABS nè, gương cụp mở nè, nhiều tính năng chạy trên xe nè. Phía trước chúng ta sở hữu toàn bộ hệ thống cụm đèn bi, bi full LED nha bà con, đẹp chưa? Màu đỏ 1 đô, xe đẹp lắm, không có điểm chê đâu. Đăng tháng kiểm tháng 3 2025. Màu đỏ được cái màu nó đẹp anh chị. Anh chị thấy màu đỏ đi ra đường nó luôn luôn mang lại cái sự may mắn, luôn luôn mang lại cho anh chị có một cái vẻ đẹp, phải gọi là chả biết nó nói sao, phải gọi là như thế nào. Nhìn nè, từ một cái khoang, cái không gian của phần kính, anh chị coi có chỗ nào chày không bà con. Đây nè, em không hiểu vì sao luôn. Xe này chủ nhà bán muối chùm mền không nha cô chú anh chị. Đó, xe của anh chủ nhà bán muối đó, vựa muối chứ. Được chưa anh em? 325 triệu sở hữu ngay mẫu K3 2015, hàng đẹp chuẩn chu bên Trường Anh rồi. Rồi Trường Anh báo giá tổng bãi hàng loạt xe giá rẻ bên Trường Anh rồi.
Anh em quan tâm mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô, hỗ trợ góp cho anh em từ 30-35 triệu, tất cả các kiểu con đà điểu trên cuộc đời này luôn nha. Anh em là quan tâm mẫu nào alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Em khép lại channel tại thế này ha. Trần Anh, see you and goodbye.